với người ta, xe nhóc chân mà sửa lên trời. Từ từ. Ủa? Tao thấy mày mở tiệm sửa xe cả tuần lễ nay rồi. Mà tao đi ngang lúc nào tao cũng thấy mày ngồi không chân vậy. Bộ ế hả? Ngồi ngắt bùi hoài vậy con? Dạ, không có ế đâu. Chỉ qua không gài khách chưa có ghé thôi hả? Cũng nữa, cũng vô duyên nữa. Thôi, để tao về tao lấy cái xe của tao qua cho mày sửa cái hắn, mở hàng. Hay vậy chứ tao mở hàng đắt lắm. Thôi, đợi tao đi nha. Dạ, được vậy hay quá. Cảm ơn bà Tư, cảm ơn bà Tư. Tới rồi nè mày ơi. Ồ, Tư nhanh dữ ta, mới thấy nãy qua liền nhanh dữ ta. Xe bị gì hư bà Tư? Hư có cái thắng thôi hà. Thắng để trước này hay vậy? Ờ, mày con mày sửa tao đi. Dạ không không, con sửa xe hả, chứ bà con sửa không có được. Bà nó cha mày. Tao nó lộn mày cũng mắc bẻ nữa. Mày coi mày sửa thắng xe giùm tao lẹ đi. Ê, rồi giờ cái thắng này bà muốn thay, bà muốn sửa nè. Để em biết con làm luôn. Cái thắng này còn sửa được. Mày coi mày sửa giùm bà đi con. Chứ thay chỉ mắc công. Cái thắng này chắc con sửa chắc tầm 2 ngày đó bà Tư ơi. Rồi ấy con chở bà về rồi mới móc bộ bà lấy nha. Thôi thôi, cũng gần, tao về bộ được rồi. Mày coi mày sửa giùm tao đi nha. Tao về à. 2 ngày sau. À bà Tư, xong rồi bà Tư ơi, xuống đây nè, con lấy cho bà coi. Ủa mà quên xe này tôi bỏ được. Ồ, dính lá cây nè. Rồi, con sửa xe xong rồi bà đó. Đâu, bóp coi ăn chưa? Ăn rồi, im lắm rồi bà ơi. Của tao hết nhiêu? Có 600 ngàn à. Cái gì? Gì mà giữ cho mày? Dạ, tại cái đĩa của bà Tư cũng phải canh chỉnh. Mà tiền công con chỉnh một ngày là 300 ngàn rồi. Mà của bà Tư con chỉnh 2 ngày trời đó bà Tư. Trời ơi trời, có cái thắng thôi mà mắc dữ vậy hả con? Rồi lỡ thay mới thì bao nhiêu tiền? Dạ thay mới hả bà Tư? Thay mới có 400 ngàn hả? Mà thay cái liền luôn nữa, nhanh lắm. Ê trời, vậy sao mà không, mày không nói cho tao biết? Dạ có mà bà Tư, bà còn nói là còn được sửa được thì sửa, bà nhớ không? Cái thắng này còn sửa được, mày coi mày sửa giùm bà đi con. Chứ thay chỉ mắc công. Trời trời, biết vậy tao đâu có kêu mày sửa làm chi. Dạ vậy thôi, không ấy con thay lại cái đĩa mới cho bà ha. Ừ vậy đi, coi như mày còn có lương tâm đó. Dạ vậy con coi thay cho bà Tư. Bà Tư, bà Tư đưa con thêm 400 nữa là mình chẳng một chuyện rồi bà Tư. Ê trời, sửa hả? Thôi chạy xe vậy tao chạy được rồi, khỏi thay con. Bây giờ mày dắt xe lên đó cho tao đi rồi tao chạy về. Xíu nữa mày qua nhà tao mày lấy tiền. Cái thằng quỷ này, cái gì hàng xóm láng giềng gì mà nó chặt chém con tao hơn cái gì đó. Ê đi. Dạ dạ rồi rồi, để con lát lên liền cho bà nè. Rồi ừ, mời mốt xe có hư đem qua con sửa cho nghe. Thôi thôi thôi, tao sợ lắm rồi. Chuyến này tao về tao gao khắp vàng khắp xóm cho mày nghỉ số xe luôn con. Vì sao tình làng nghỉ xóm mà mày chặt chém tao. Tao về nút tay xi nô ngoài tay xi nô ngoài tay xi nô. Thôi mà bà Tư, đừng nói nha bà Tư. Mày á, coi chừng tao, tao quên. Tao về à. Bà Tư. Mày tiêu nha. Người sao đi về rồi? Chắc tôi nghỉ sửa xe luôn quá rồi. Sao vậy? Sửa cái tuần lễ không có khách nữa. Có bà Tư ủng hộ tôi. Ừ vậy được rồi. Mà giờ bà bỏ luôn rồi. Bà nói tôi chặt chém bà rồi bà nói tùm lum. Bà nói tôi đồn hết sớm cho mày khỏi sửa luôn. Phải rồi, hồi nãy tôi có nghe ông với bà cãi lộn. Tình làng nghĩa xóm. Thôi người ta bớt bà 10 ngàn 20 ngàn cái gì. Ông ấy chẳng 600. Bởi vì bà la chặt chém là phải rồi. Đó bà nữa. Thôi gì giả rồi, thôi tôi cũng không sửa đâu bà. Nghề bạc bẻo rồi.